Gớt này. Má đỉnh chứ. Dở dư chứ. Rồi. Công kỹ mình gượt nữa nè. Vô vườn ta mà chưa sinh cái mình không dám la mọi người. Con này hơi bự. Gớt, được ơi, lưng, được ơi. Đây là ná SK1 mini được sầu ca vlog thiết kế. Thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. À, đây là hình ảnh quen thuộc nha mọi người. Hình ảnh quen thuộc về của mình là phải tự chăm xăng nha mọi người. Phải tự chăm xăng để mà đi xăng nha. Còn không dự trữ xăng là không có xăng để xăng nha mọi người. Đây là 10 lít mình với anh ba mình mua ở Vĩnh Long qua. Bây giờ là mình với anh ba, mình với mình chăm xăng rồi tới anh ba mình. Cái tự chăm xăng đi mà đi bán chim được, ông Minh nó đâu có bán. Vip slip. Xăng còn không? Xăng đâu chạy? Thầy buổi bây giờ xăng hiếm mà mua là 10 lít chuẩn bị gì nè. Ý trời. Ủa sao em chăm quá ai đóng qua vậy trời? Cao lên nó tẩy mạnh chứ sao? Trời ơi, nãy giờ để ngang ngang không? Chảy không? Trời ơi, nãy giờ để gì không? Hèn gì nó có chảy đâu. Mình xem nó có chảy đâu. Hèn gì nó để gì không có chảy đâu. Ờ đúng rồi. Trời ơi, ba ơi. Mình chăm xăng anh ba chăm xăng thì mình với lưng với anh ba đi xăng đồ uống. Thôi bậy gì cao lên miếng nữa cao lên đi nó chạy mạnh chứ chạy nghĩ chạy nghĩ rồi chạy tới gạt đụng tôi đang chăm xăng mà ba đưa cái thuốc vô chết sao ba. Chó xăng nha mọi người. Giờ tới anh ba mình thì bình đó hôm qua tối lấy mấy lít rồi. Bơm hỏng bóp bầu, bơm hỏng anh bơm bơm hỏng anh bóp bầu là được rồi, bóp bầu nữa. Nãy em làm gì em lấy vô em kẹp không á? Anh đè cái này kín ngắt gì sao nó chảy? Thôi thôi ừ, rồi. Thấy chưa, kinh nghiệm chưa? Con xăng này nó màu vàng vàng cha. Con xăng là quý rồi. Đây là xăng mấy anh em mà chăm xăng nó đi xăng được mọi người, tại vì hiện tại mấy cái xăng này nè. Đóng cửa hết trơn. Đóng cửa trơn. Xăng đó đó. Đi xăng từ Vĩnh Long qua đây luôn. À, đóng cửa hết trơn rồi lưng máy điện là qua đây xăng là bắt buộc phải mua 10 lít. Thì anh em mình mua chân dự trữ này nè. Đây trường hợp nào quả bước còn đi xa xa ra ngoài Gò Quao thì mình có thể đổ được mọi người. Tại trong U Minh này người ta đổ chỉ 20 ngàn thôi. Xe sầu ca à, xe sầu ca đổ được 3 lít 6. Xe anh ba đổ được 4 lít mấy. Thì mình để dành đi thôi à, rồi mình ra ngoài mình đổ thêm. Xong rồi kia mình đổ thêm. Rồi để hồi sầu ca chứ Luân với anh ba đi bắn. Ừ. Hiện tại là ba anh em mình đi qua cái phà mọi người mà ở đây thủy triều lên cao quá. Mấy anh em mình đi qua bên thị liễu kiếm tôm hú mọi người. Đây là cái phà ở siêu cạn. Luân bài đầu dẫn đi mọi người. Không quay đầu hồi sao quay đầu dính hàng đó. Mày đầu trước đi, hồi ấy hàng ta xuống nữa, hồi sao quay đầu. Đáng dựng kìa, quẹt giò em á. Mà tối mình mới đi xăng ngay này rồi đúng không? Mà tối mình mới xăng ngay nè. Người ta kéo áo lên rồi, người ta lấy cái thắt lưng người ta bó trong áo nha em nè. Nè em ba báo nè mọi người. Dữ dằn. Trời ơi.
qua đây lại báo nữa rồi. Sáng ngày vụ lưng dữ lắm, nó bỏ công an việc làm mới đi nè. Dữ dằn kéo lên. Áo em hơi bự. Ừ, vậy nó mát. Người ta lấy đồ, người ta che vô tay rồi bắn có dập vô tay rồi. Nó bó lại nhìn đẹp không? Thấy không? Đẹp phủ phủ ra. Rồi, mình ra phủ. Đây được đó hả? Coi chết chặt. Nè, chỗ đây nè. Chỗ đây nè. Đây được. Nó đang rượt lo. Nó rượt. À, sớt nó, sớt à, sớt nhẹ. Nhát luôn. Còn nhát nữa. Bay trong à. Good. Gớt mọi người, em qua được không? Gãy cánh anh ba ơi, anh qua được không? Nó gãy cánh rồi. Còn chừng có ông nghe anh ba. Cầm nó lên. Con màu đen. Sầu ca bắn gãy cánh anh em, mà sầu ca không có đường qua anh em. Được rồi má. Bự nghe anh em, bự nghe. Thấy nó gớt chưa? Hả? Đừng hướng chỗ cây châm bầu á. Thấy chưa anh ba? Chỗ này nè. Màu đen. Té xuống rồi, gãy cánh rồi. Nó mới đây nè. Cái này quá không được trời. Thấy chưa? Bội đi. Con chừng em đây nha. Bự lắm, con này bự lắm. Bé gãy cánh này thôi. Đây nè, trời ơi bộ thấy mà. Đâu rồi? Hôm nay sầu cá muốn gãy cánh anh em mà nó vô lùm anh em. Anh ba dưới lưng bển vòi. Sầu cá đứng đây né. Nó nằm ở đâu rồi? Dứt điểm mới đi. Coi chừng nghe lưng ơi. Coi chừng nghe. Trời ơi, con kẹt. Nó bay gì không? Bội nó cái nó ba, mày lụm được nó chạy. Ngồi mất giờ. Chạy không. Rồi. Trời ơi, ba con mang được có 1 con mọi người. Không có, tại mấy kia bay hết rồi mới la đó chứ. Nó là lo con trước kìa. Sao mọi người bắt dính đây. Nó ra lo con này mọi người. Đây con này mọi người. Nó ra lo này mọi người.
nay đi mà buổi chiều mà mưa. Em coi, em thấy chưa, em thấy chưa, bên bếp, bên bếp. Nó không qua đâu. Nó còn này khôn lắm mọi người. Kỹ vô. Hay đợi cho nhảy lên. Lộm một con. Ê nhìn nha, nhìn nha. Kẻ cánh. Rớt rồi. Đúng rồi. Rớt ngay đó rồi. Rồi sao đây? Sao đây? Tôi đuổi lâu quá. Đi đây, đây. Ai ở đây nhìn người đây. Rồi. Heo ngay dưới không? Cái đường đó như có xe chạy không? Mấy con này nó khó qua lắm. Nó kêu vậy là nó khó qua lắm, nó nhảy mà mấy con nào cắt á. Con này chết luôn. Ừ, chết luôn. Bắn nãy rớt nó chết, giữa ngét. Quay không? Lưng bánh lụm mọi người. Bắn đu hũ bông này rớt xuống nè, lưng tới bánh này nè. Ờ nó mập nên bay cắn móc luôn mọi người. Lưng chạy bánh. Đây. Là nó review cho anh em coi. Em ơi. Lưng lội bánh lụm vậy. Con này già rồi. Cái lông. Không, cái lông này lông già. Vàng này nè, vàng. Trời, én én quắn. Nó màu xanh xanh. Nó đang thay lông nữa phải không? Nhưng mà nó khá mập ha. Tôi hú cũng nghi. Để tối giờ. Giờ mình sẽ đi tiếp. Thương xương có hai em rồi nè. Nãy em nãy mình bắn ba lụm rồi. Ở xong gõ đầu lên ba. Để nó sống rồi kêu. Thương xương cái hai con. Tiếp tục mọi người. Trời ơi trời, má chưa thấy con tôm hú mà đầu sát. Nó đậu ngay chỗ nhánh nổi luôn nè trời ơi. Mở lo. Trời ơi là trời, ngay nhánh nổi luôn trời. Đây nè. Nó đang ăn ở trái giác nè, đậu lùm rồi nè. Trời ơi. Em tưởng cây mít. Mà. Thưa thưa, lưng thấy à, lưng thấy à. Mấy thằng này à, cái đó đây đó bắn lụm liền rồi. Cái đậu trên đây đâu ai thấy được. Không thấy luôn á. Sao thấy nữa. Lưng vô mọi người. Lưng đang tiếp cận. Ngủ rồi. Sụt lá. À văng lông luôn cha ơi. Văng lông luôn. Giờ trời nó bự lắm nội ơi. còn nghe hình như là bên kia có cái cậu luôn ơi. Xin tên chú có cậu qua bên bờ kia. Á đỉnh dữ trời. Trời trời. Ở đó đi qua chi ước vỏ. Để lụm cho. Cái một ngay chân nách. Chắc cũng phải mấy chục mét. Nãy bên kia bắn hụt mọi người. Trời ơi nó mập mọi người ơi. Heo. Ngãi heo. Nè mọi người. Lý do mà sao cả hay kêu cái ngãi heo là gì nè. Trời trời. Trời ơi. Anh ba ơi. Con này ăn mấy đá đồng tiền nè. Nè lý do sao cả kêu ngãi heo nè mọi người. Nó cục mỡ phù luôn nè. Nè nặng chịch nè. Coi mọi người. Người cao qua kia. Lưng bển đứng ngoài mình nghe bập nè, vô phụ lưng nè. Miết lưng bắn cái gì mày nè. Hả? Đi bắn là thiên. Nghe đồng đội bập nữa. Qua phụ.
không biết chuyện gì không nè. Chị treo cái gì rồi? Dạ dạ, tôi con mắt bẹp bẹp cô ơi. Bốn năm dương mà nó đu trên. Đâu cho nó kỹ chín coi cái ai. Nó. Con màu gì? Đen thui đó trời. Rồi rồi rồi. Ấy. Chúng đâu? Không. Nè đi đi anh. Giật giật cái này. Phải cảnh biết gì. Té. Dị đó. Phải cảnh biết gì. Té. Dị đó. Bố. Vậy đó. Bố nghe bịch bịch là tôi biết trong đây cái gì đi ngang nè. Thắng này ra nó dễ nè. Còn bông. Ngày mai coi con tôi hú ngang heo của anh kìa. Tới nữa rồi. Cho nên ăn được hai con mọi người. Nghe đồng đội vô rồi nghe, biết rồi, bị thương là bồi rồi. Nghe đứt à, đứt dây nó về. Bắn không coi không mà, nó nguy hiểm không? Nó quấu, còn sống nó quấu mọi người. Vừa cái bật mà rút mặt cái gì. Còn con bông nó đã đảo đây nè, anh nảy được con heo rồi. Đã lắm. Còn hai con heo. Ăn chỗ hai con hơi nhát rồi. Con này hơi đỉnh, con này cũng khá ok. Mập. Con này cũng ngon à. Mấy người hết trơn. Tắt loa đi, tắt loa. Quá yêu. Con này ăn hai con sướng. Cho lưng coi con tu hú ngại heo của em ơi. Sao vậy? Cầm nha. Bóp mỏ nó kêu anh xong. Bóp mỏ lại. Chỗ này đây lột ruột luôn rồi đó bội ê ê trời ơi hai cục mỡ con này một cái thì quá trời luôn coi mập kìa hồi nãy em nghe đỡ cái bốc luôn mà trời ơi cái này nó tròn nè nó tròn do tới bụng luôn à. Lâu lâu mới được con gì nha mọi người. Con hiếm em lắm. Đâu thử thử coi có không trời anh ba gấp bộ túi với quá con cũng lượng cũng có luôn đó. Đó nhỏ đông nuôi nha ở đây ngược lên nè heo hết luôn nó thấy chưa trời ơi trời cái này về nướng một cái nè chỉ mỡ luôn á mày cũng heo hả lên ừ heo. trắng là heo trắng là heo cục này mới hơn cục này là cái này là heo nội với heo mọc nè đẹp. Ủa nóng lạnh trời ba con ơi. Một con nữa. Đừng bắn một con nữa nè mọi người. Đây ba bốn con nấu nè. Thank you.
ruồng ở đây, thương nó đóng đi đâu à? Lùm này lưng nó ăn con, giờ thêm con thôi vậy. Gặp chưa? Gì? Gặp chưa? Gặp chưa? Mới bắn gặp chưa? Lại nãy em bắn gớt cọc lông đuôi. Gì? Trời ơi, ba đứt dây thay mà nội ơi. Mới thay dây xong mọi người. Bự không? Ha, à, tôi hú. Trời ơi, nữa nhảy nữa hả? Bông nữa. Hai con hả? Hai. Bên kia nãy con kìa. Đây coi. Trúng rồi mọi người. Mày bắn nó bay ra, anh đang cột dây mà. 15 không. Đâu con kia đâu? Bỏ bà trắng hả? Ba lẻo để ta lụm thì hai con anh em nghỉ viên rồi đi ra rước anh em, rước anh em. À, mình không biết đường qua anh em ơi. Lén vô vô. Đây nè, nó bị sủi cánh này. Con nên tôi một viên nữa rồi. Núp hả mày? Xong.
máu nhiều, mệt quá bò chúng mình em. Dở dư chơi rồi, trông kỹ mình gực nữa em. Vô giường ta mà chưa sinh cái mình không dám la mọi người. Con này hơi bự, để sổ cài rửa cái mọi người. Đây, rất là bự. Coi có heo không mọi người. Rồi heo luôn. Bữa này trúng rồi. Bữa này trúng luôn heo mọi người, trắng bóc. Đây con mọi người. Mình qua đi. Đâu rồi? Đáp ngoài. Đợi đang chút xíu nữa coi con nào vô không bắn nữa. Không được. Néo đây nhở. Đúng rồi, đúng nước lên. Rồi. Rồi, chút miếng cây không. Hai bài sợ ăn nói trời. Xiên luôn. Một con rồi mọi người. Gà đây ba ông con luôn, mấy nhỏ lên thịt như bay chưa. Giác cắn. Giác cắn hai dít. Hai con được con. Toàn chúng nhánh cây khô không là lưng. Bóp bóp bóp. Vô anh không mà gà đây em chưa kịp bắn, nhỏ lên bay bay. Đứt ba. Ăn con này hơi khó. Đúng không phải quên mình. Hơi mai mà kìa.
xui xịn anh em. Má không chết trời. Trời bắn nổi không chết kìa. Ha cái bóp này ức không chết à. Trời ơi nguyên ức kìa luôn nè. Qua đâu đâu lên còn hai ba tuốt. Trời trời cái bóp chết kìa. Má dẹt mà đi đất luôn. Bài lòng luôn. Bài lòng luôn mà nó không chết mọi người. Tôi hú nè. Ngoài đó kìa. Ủa con đây đâu vậy? Con đây đâu vậy? Tự thấy sạc đây mất tiêu nè. Sạc vô cái con này nè. Bay trong cái gì. Em bắn hình như là trúng á gì á. Nó sạc đây nè. Nó dở dữ trời. Mới sạc này nè. Em kiếm vòng vòng cái đọt cái cây cây đó đây. Trúng. Con đầu tiên. Con đầu tiên trúng đạn. Rồi anh em hiện tại thì ba anh em mình đã hoàn thành xong mũi săn bắn hôm nay anh em. Đi từ lúc 3 giờ rưỡi. Bây giờ là 5 giờ mấy rồi. Anh đổ đại cho chắn này nè. Ừ. Đổ mạnh lên. Này là anh ba của mình. Anh ba đốc rồi. Này tôi hú mà mấy ba em bắn. Nhìn là biết lưng lấy muối gan rồi. Bữa nay thì số lượng mình bắn tôi hú bông nhiều anh em. Còn tôi hú đen thì hơn hơn đường con. Dùng hôm nay bắn được mấy con vậy?
sắp 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 cho đẹp đẹp ấy, chụp hình đó. Đây là thành quả của mấy anh em mình. Thì hôm nay Sầu Ca bắn kết cái năm cột anh em. Người bắn khẩu dây là 17-1-240, bắn 18 nghe anh em. Để anh em hỏi thì hỏi tới luôn rồi. Đây. 7 con mà có con tôi hiếu hú heo nè, con hú heo đây. Con này là mình rất là mập, rất là thích. Đó thì anh em thấy hay biết hay thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh bạn em mình. Rồi anh em có mua thun thì liên hệ xuống thoại màn hình nha anh em. Rồi để mua thun rồi Sầu Ca sẽ trả lời bằng tin nhắn nha. Anh em cứ nhắn tin qua Zalo anh em, tại vì Zalo full bạn rồi, mình không kết bạn được. Rồi, giờ anh em mình chụp hình xong nhổ lông mới về anh em ơi. Này quá đẹp. Rồi có gì thì Sầu Ca sẽ quay tiếp video tiếp theo cho anh em xem sao. Rồi tạm biệt anh em nha. Rồi, chào anh em.